Hello anh em nhá, dạo này anh thấy game nó bị làm sao ấy, thật nó bị làm sao ấy. Ok, thôi anh ra đây nào em. Em xin lỗi em nói cái này hơi quá đáng rồi. Game nó mất chết luôn á, thiệt luôn á. Thì ví dụ là cái nhân vật free á, đó em mua bằng kim cương luôn. Em nhìn ánh sáng mua bằng kim cương luôn, nhìn ánh sáng nhá. Tiền mà, tiền nhìn ánh sáng mua bằng kim cương luôn. Rồi cái mà cho free nhân vật ok em bỏ qua. Rồi tới những bộ độc quyền của nhân vật. Đấy, cho free luôn. À cái đồ xanh free luôn. Mà mình mua cũng tầm 5-6 bộ rồi. Nó phải rẻ đâu. Một cam mấy kim cương mà anh chơi vậy chết em rồi. Ủa chán thiệt hả chứ.